sempre no clima, mano. Ở đây không mấy cái vỏ dừa, mình cứ nhặt về rồi tính tiếp xem là có làm gì không nhé. Nhiều vỏ dừa lắm, tôi nhặt vài cái thôi, nhặt hai cái này. Chắc là kiểu như thế nhá. Cái sơ dừa này trồng cây rất là tốt này. Đây này, chưa con bi đi chơi. Bi. Cái này là trồng cây rất là tốt. Thank you.
Thank you.